Chào bạn nhỏ, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Những nội dung trong audio được trích từ bộ sổ tay văn học ngữ văn dành cho các bạn học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Rất mong có thể trở thành những người bạn đồng hành cùng với các em trong quá trình ôn thi. Trong audio ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về tác phẩm Nói với con của tác giả Y Phương các em nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu và lắng nghe những thông tin liên quan đến tác giả Y Phương. Y Phương, tên khai sinh là Hứa Vĩnh Xước, người dân tộc Tày, sinh năm 1948, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Sinh thành từ đúng cái nôi của xứ Tày, Y Phương là một nhà thơ có chất thơ độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi. Qua những trang thơ Y Phương, người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống đồng bào, mà còn thấm thía biết bao những bài học sâu sắc về lẽ sống. Và bài thơ Nói với con là một trong những thi phẩm nổi tiếng tiêu biểu của tác giả Y Phương. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ này được viết năm 1980, đúng khi con gái đầu lòng của nhà thơ tròn 1 tuổi. Đây cũng là năm mà cả xã hội chuyển từ nhịp sống thời chiến sang thời bình, những giá trị văn hóa đang có những sự thay đổi. Bài thơ được trích trong tập thơ Thơ Việt Nam năm 1945 đến năm 1985. Về mạch cảm xúc, trong bài thơ này, nhà thơ đã mượn lời nói với con để gợi về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, bộc lộ niềm tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Bài thơ đi từ tình cảm gia đình và mở rộng ra là tình cảm quê hương, từ những kỷ niệm gần gũi thiết tha mà nâng lên thành lẽ sống. Cảm xúc, chủ đề của bài thơ được dẫn dắt một cách tự nhiên, có tầm khái quát nhưng vẫn rất thấm thía. Bài thơ này được chia thành hai phần và trong quá trình phân tích chúng ta sẽ bám sát bố cục hai phần này các em nhé. Trong phần đầu tiên chính là phần mà người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lở cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Nói về cội nguồn sinh dưỡng của con, điều đầu tiên người cha muốn nói tới chính là tình cảm gia đình, cái nôi nuôi dưỡng con trưởng thành. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Bức tranh về tình cảm gia đình thật ấm cúng, hạnh phúc, có người cha, người mẹ và người con. Con lớn lên từng ngày trong tình yêu thương, trong sự nâng đón và mong chờ của cha mẹ. Với nhịp thơ 2, 3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ láy đã tạo ra âm điệu tươi vui, quấn quýt, chân phải, chân trái, một bước, hai bước, tiếng nói, tiếng cười. Các hình ảnh được miêu tả rất cụ thể đã tạo không khí vui tươi, đầm ấm, quấn quýt và hạnh phúc. Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút và vui mừng đón nhận. Từ đó, cha gửi gắm đến con lời nhắn nhủ ngọt ngào, tình cảm gia đình là tình cảm ruột thịt, là công lao trời biển mà con phải khắc cốt ghi xương. Con được sinh ra và lớn lên từ trong gia đình, trong sự yêu thương, nâng đỡ của cha mẹ. Reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all. Người cha còn thủ thỉ dặn dò con trong không khí gia đình đầm ấm. Con lớn lên, con được trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong tình yêu thương của người đồng mình và trong nghĩa tình của quê hương làng xóm. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát. Ba tiếng người đồng mình sao mà giản dị, thân thương, chất chứa nhiều cảm xúc đến thế. Người đồng mình là người nông dân chân chất, là anh em làng xóm, là cộng đồng nhân dân, là quê hương đất mẹ, luôn gợi nhớ gợi thương trong trái tim tác giả và nay là trong tâm khảm bạn đọc chúng ta.
Trong ý thơ của người cha Y Phương, ta thấy được người con lớn lên trong cuộc sống lao động của người đồng mình. Đó là cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của những con người cần mẫn, khéo léo. Đan lờ là dụng cụ đánh bắt cá. Dưới bàn tay người Tày, những nan nứa, nan trúc, nan tre đã trở thành nan hoa. Đan lờ cài nan hoa, hình ảnh hàm xúc đã khắc họa một việc tạo ra vẻ đẹp của người lao động. Còn vách nhà ken câu hát là cuộc sống chan hòa với niềm vui. Động từ cài, ken đem đến liên tưởng về công việc bình thường của người dân miền núi. Nhưng trong công việc ấy lại được gắn với những nét văn hóa đặc trưng của người Tày. Đó là những động tác khéo léo trong lao động, là cuộc sống gắn bó, hòa quyện trong niềm vui. Con đã được sống trong một môi trường như thế, được tiếp xúc và đón nhận tình yêu lao động, tình yêu cuộc sống của người đồng mình. Con còn được lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của con người và rừng núi quê hương. Những điều ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn con. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng quý, cho măng, cho lâm sản mà còn cho hoa. Con đường đâu chỉ để đi ngược về xuôi, lên non xuống biển mà còn cho những tấm lòng nhân hậu bao dung. Đó là con đường tình nghĩa. Rừng đối với quê hương thơ mộng, nghĩa tình, thiên nhiên ấy đã che chở, nuôi dưỡng con người cả về lối sống và tâm hồn. Rừng cho hoa là mang đến vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, vẻ đẹp của miền núi, của niềm vui và của hạnh phúc. Con đường cho những tấm lòng là vẻ đẹp của tình người quê hương. Người cha muốn nói cho con biết quê hương mình là một vùng quê giàu văn hóa và cũng là một vùng quê tình nghĩa. Quê hương là những gì thân thuộc, gần gũi, bình dị nhất. Đó cũng là cội nguồn sâu xa của tình yêu tổ quốc. Hay như trong những câu thơ, trong bài thơ Quê hương, tác giả Đỗ Trung Quân cũng đã viết: quê hương mỗi người đều có, vừa khi mở mắt chào đời, quê hương là dòng sữa mẹ, thơm thơm giọt xuống bên nôi. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Suy ngẫm về quê hương, về tình nghĩa bản làng, tác giả Y Phương còn nhớ về cội nguồn hạnh phúc. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Cha nhắc đến kỷ niệm ngày cưới, mong con luôn nhớ, con lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc của cha mẹ. Đó là điểm xuất phát của tình yêu thương trong con. Không phải ngẫu nhiên mà người cha nhắc về ngày cưới. Nói với con những điều đó, cha muốn gửi gắm nơi con tình cảm cội nguồn bằng chính tình yêu, lòng tự hào về quê hương, xứ sở mà gần gũi, thân thuộc nhất chính là tình cảm gia đình mình. Như vậy, những kỷ niệm êm đềm chính là cội nguồn sinh dưỡng của con. Đó là những kỷ niệm được làm nên bởi tình yêu trong sáng, thủy chung, bởi nghĩa tình, tấm lòng của con người quê hương. Đó chính là phần phân tích chi tiết về những câu thơ trong phần đầu tiên của bài thơ Nói với con, tác giả Y Phương. Với phần phân tích thứ hai, khi người cha tự hào nói với con về sức sống bền bỉ, mãnh liệt, về truyền thống cao đẹp của quê hương và cha mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy. Chị sẽ gặp lại các bạn nhỏ trong phần audio tiếp theo các em nhé. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe phần audio này. Hãy chăm chỉ học tập và đạt được những số điểm mà các em mong muốn nhé. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong những audio tiếp theo.